Chào tất cả các bạn, trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của trang công nghệ TRD. Thưa các bạn, dạo gần đây tớ giới thiệu rất nhiều phiên bản MSI với phân khúc doanh nhân hạng trung, chỉ có giá bán hơn 13 triệu được trang bị i3. Vậy thì ngày hôm nay tớ mang đến với phiên bản Modern 14 được trang bị phiên bản i5, có giá bán là dưới 20 triệu đồng. Đây là một trong những chiếc máy có thiết kế xuất sắc và dành cho doanh nhân, các bạn thường xuyên di chuyển học công nghệ thông tin, mỏng, nhẹ, sang trọng bậc nhất của MSI. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với phiên bản Modern 14 được sản xuất 2021, được trang bị i5 thế hệ thứ 11, có gì thay đổi nhiều hay không? Mời quý vị các bạn đón xem nhé! Các bạn thấy là MSI đóng cho cái thùng to ra phết. Đây là cái xây vít tan của nó các bạn thứ này, Modern 14 này, do nhà phân phối Vĩnh Xuân phân phối các bạn ạ. Để cho cái hộp sang trọng ra phết. Thực ra 20 triệu thì hiện nay chúng ta có rất nhiều chiếc máy để lựa chọn trong tầm tiền này. Ví dụ như các dòng HP Envy hoặc các dòng như là Dell 5402, Lenovo thì nó sẽ có các dòng như là ThinkBook 14 Gen 2 hoặc ThinkBook 15 Gen 2. Sạc của MSI các bạn này. Cái này công suất của nó là 65W nhé. Và chân sạc như này. Đây là cái dây nguồn để chúng ta cắm mắt sạc này. Và cái hộp màu xanh như này thì mình đoán bên trong máy cái sẽ cũng có màu xanh. Modern có cả phiên bản 15 inch, sắp tới thì mình sẽ giới thiệu cả phiên bản 15 inch nhá. Đây các bạn sẽ thấy này. Vâng, thưa các bạn, thì thiết kế thì mình nghĩ không có gì thay đổi so với các phiên bản trang bị chip i3. Trọng lượng tổng thể của chiếc máy là 1,3 kg. Toàn bộ thân vỏ bằng hợp kim nhôm màu xanh. Logo đây các bạn thấy là chữ MSI được sơn trực tiếp trên cái vỏ lưng trên của máy. Trục bà lề kiểu dạng trục thẳng như này. Làm dấu đi, nhưng khi chúng ta mở máy thì nó sẽ dựng màn hình lên. Đây các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ dựng choách cái bàn phím lên ở đây. Tản nhiệt ở đây nó sẽ tốt hơn. Khi dùng máy thì các bạn cũng phải chú ý cái phần lưng này này, nó trực tiếp về phần mặt bàn của chúng ta, thì đừng có để những cái gì mà làm xước cái này nhé các bạn nhé, xước nó sẽ xấu. Các bạn thấy là bàn phím của nó này, phím của MSI cũng cực kỳ nổi tiếng, vuông lỗi do Telsuri sản xuất, chất lượng bàn phím cũng rất sướng luôn. Phím bật nguồn các bạn thấy là phím bật nguồn ở đây nhé, chuột này, độ lẩy của chuột rất tốt các bạn ạ. Con chuột này cũng hỗ trợ tính năng cảm ứng đa điểm. Chúng ta sẽ sử dụng như những chiếc màn hình điện thoại di động của chúng ta luôn, cảm ứng kiểu dạng như vậy, gõ, chạm và ra lệnh cho cái con chuột này. Bên cạnh phải của mình các bạn thấy là hai cổng USB truyền thống này, cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3.5 các bạn kết nối âm thanh ra bên ngoài. Ở đây có đèn tín hiệu của nguồn đang chạy và pin. Trước đây các bạn thấy là nó có một cái khe dài như này để các bạn có thể mở máy ở đây. Đó. Không bố trí bất kỳ cổng gì đằng trước các bạn nhé. Ở bên này các bạn thấy là cổng sạc này, cổng HDMI và USB Type-C. Chúng ta sẽ có thêm một cổng đầu độc thẻ ở đây. Đầu độc thẻ mini SD các bạn ạ. Rất tiếc là phiên bản này chưa có cổng USB 4 hay Thunderbolt 4 các bạn ạ, mà chỉ có USB Type-C thôi. Với một chiếc máy dưới 20 triệu thì thực ra thì hầu hết những dòng máy nó chỉ có Type-C thôi. Nhưng một số mẫu máy chẳng hạn HP Envy cũng đã được tích hợp cổng Thunderbolt 4 luôn. Cái này thì điều hơi đáng tiếc một chút các bạn ạ. Đây bên dưới những cái phần thiết kế 3D rất đẹp này. Không khí sẽ được hút vào đây, đẩy khí nóng ra đằng sau. Phần này để trên mặt phẳng nó không bị cập kênh và kê cao cái máy chúng ta lên. Hai hốc loa này. Đây là tem của nhà phân phối này. Bây giờ thì mình sẽ khám phá nội tạng bên trong một chiếc máy nhé.
Mời quý vị và các bạn đón xem, mình sẽ mở máy ra. Vâng, thưa các bạn, thì mở cái nắp này ra hoàn toàn đơn giản. Và có vẻ như cái phần này thì làm hơi mỏng các bạn ạ. Nhưng bên trong vẫn gia cố này. Nhôm hơi mỏng một chút các bạn ạ, nhưng cái phần này gia cố thì khi lắp vào thì nó vẫn chắc chắn. MSI đã thiết kế những cái ốc này, các bạn, những cái ốc mở máy hoàn toàn bằng nhau, nên các bạn không cần phải nhớ. Và mở chiếc máy này ra cũng cực kỳ đơn giản, các bạn hoàn toàn có thể tự mở để vệ sinh, bảo dưỡng hay nâng cấp cho máy. Khá khen cho những dòng máy đời mới bây giờ của MSI đều có hai slot nâng cấp RAM. Các bạn có thể mở rộng nâng cấp tối đa 32GB RAM. Máy có hai ống đồng. Quạt tản nhiệt của máy này. Phiên bản i3 thì mình cũng đã từng test rồi, nó chạy cực kỳ êm ái và rất là mát. Đây là ổ cứng nhé các bạn nhé. Ổ cứng thì các bạn sẽ thấy là cái phần băng dính bên trên cách điện, còn bên trong đây các bạn thấy có phần cách nhiệt. Đây là cách nhiệt cho ổ cứng luôn này. Đây các bạn nhìn thấy này. Đây là hai cái loa của máy này. Đây là con wifi. Phiên bản này thì các bạn thấy là không có VGA giờ nhá, mà chỉ có CPU ở đây thôi. Pin set mode đây, pin set mode đây. Toàn bộ vỉ bo mạch màu xanh. Và máy chỉ lắp được một ổ cứng thôi các bạn nhé. Mua máy cũng phải cân đối. Một ổ cứng hiện nay dung lượng của SSD lớn nhất bây giờ là 2TB cho những chiếc laptop phổ thông thông thường. Bây giờ tớ sẽ lắp vào test chiếc máy này. Mời quý vị các bạn đón xem nhé. Vâng, thưa các bạn, mặt trước của chiếc máy đây, thậm chí là cái viền màn hình cũng làm bằng hợp kim nhôm các bạn nhé. Màn hình 14 inch Full HD IPS. Bên trên có tích hợp camera hỗ trợ các bạn là học online, làm việc trực tuyến ok. Có tích hợp sấn mic để thu tiếng các bạn nhé. Các bạn thấy là cái tính năng cảm ứng của con chuột này này. Đây, các bạn mình có thể gõ chạm nhẹ vào phát. Đây. Chỉ cần ra lệnh như thế thôi. Và có thể zoom to zoom nhỏ được. Đây. Cảm ứng rất là nhạy. Đó, các bạn chỉ chạm như vậy thôi. Mình đang test ổ cứng cho máy này các bạn này. Ổ cứng của máy với tốc độ đọc khoảng xấp xỉ 2GB, mà tốc độ ghi xấp xỉ khoảng 1GB. Nói chung tốc độ ổ cứng của PCIe như này cũng khá là ngon rồi. Chúng ta sẽ kiểm tra phần cứng bên trong của chiếc máy này nhé. Chuột vừa nãy các bạn thấy là mình bấm độ lẩy khá là tốt. Đây là Bluetooth của máy 5.0 các bạn ạ. Hỗ trợ các bạn kết nối tín hiệu không dây nhé. Kết nối cái tín hiệu âm thanh và hình ảnh. Ổ cứng trong máy sử dụng của Kingston các bạn ạ. Đây là cái nâng cấp quý giá nhất trên dòng CPU i5 thế hệ thứ 11. Đó là Iris Xe Graphics nhé. Cái này hỗ trợ đồ họa rất tốt. Mặc dù đây chỉ là Vega On. Wi-Fi đã được nâng cấp lên Wi-Fi 6. Đây là con chip i5 thế hệ thứ 11 này, xung rất cao 2.4. Độ sáng của màn hình và thông số kỹ thuật của màn hình mình sẽ test luôn cho mọi người. Tỷ lệ buff màu trên phiên bản này thì nó chỉ có 65% sRGB và 41% Adobe RGB. Và độ sáng của màn hình thì nó xấp xỉ khoảng 300 nit các bạn ạ. Nói chung vừa đủ cho các bạn dùng. Chất lượng màn hình không quá cao. Loa của máy khá to các bạn ạ. Và góc nhìn của màn hình IPS các bạn thấy là bao giờ đóng sẽ đạt cái góc nhìn rất rộng 178 độ. Màu xanh khá là trẻ trung, nhìn đẹp các bạn nhỉ. Với chất lượng màn hình như này các bạn hoàn toàn có thể dùng để thiết kế design, mặc dù là không quá xuất sắc. Trên phiên bản model 14 thì nó có cả phiên bản có màn hình 100% sRGB. Đẹp hơn. Còn màn hình như này thì mình chỉ đánh giá mức gọi là khá thôi, dùng được các bạn ạ. Là bàn phím này, toàn bộ phím cái phần khung này đều bằng hợp kim nhôm. Nên như thế phím nó bấm cũng rất là chắc chắn, nó không có cảm giác bị bập bùng. Màn hình có thể ngửa được như này luôn các bạn nhé. Các bạn thấy là thiết kế này. Phím LED màu trắng. Và tất cả phím các bạn thấy là rất là to, chỉ có hai phím này là khá nhỏ thôi. Bấm dễ dàng. Tắt, các bạn có thể tắt LED chín được này, tắt cam được này, tắt mic được này, tắt loa được này. Nói chung chiếc máy này các bạn dùng để xem phim, nghe nhạc giải trí rất tuyệt vời.
Vâng, thưa các bạn, với việc xung cao của MI5 thế hệ thứ 1 và với việc bổ trợ của Iris Xe, đó là Vegaon, các bạn thấy là FPS kéo lên 27, 28 và thậm chí là các tác vụ về đồ họa 3D, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những chiếc máy này, mặc dù là không quá ngon lành. Nhưng so với các phiên bản đời cũ trang bị chẳng hạn như Cebu i5 đời 10 và UHD Graphics 620 thì đến đời 11 cải thiện hoàn toàn. Thậm chí là nó tương tự như một chiếc máy có Vega rời như là MX330 hoặc MX350 chẳng hạn các bạn ạ. Các bạn ơi, khi chúng ta hoạt động ở tác vụ 3D và mình ở đây mình đã test trong khoảng 30 phút rồi các bạn ạ. Quạt bên trong máy hoạt động thì các bạn có thể nghe thấy rõ nhưng không quá ồn. Tóm lại thì với mức nhiệt độ ổn định ở mức khoảng 75 độ C ở chế độ 3D và có những lúc xuống khoảng 70 độ thì chiếc máy này hoàn toàn đủ khả năng tản nhiệt và đủ khả năng phần cứng để có thể hoạt động các tác vụ 3D các bạn nhé. Nhưng lưu ý với mọi người thì dù gì đây cũng là con chip U, nó không phải là dòng máy chuyên dụng cho đồ họa. Nhưng nếu mà có bổ trợ như này thì nó dùng tốt hơn thôi. Quý vị các bạn cũng không thể hy vọng là chiếc máy này có thể chơi được mọi tựa game nặng hay là đồ họa nặng. Nó sẽ không phù hợp các bạn ạ. Vâng, thưa các bạn, với xung 4 loại 8 luồng, xung 2.4, các bạn thấy điểm số của dòng i5 bây giờ chạm mốc 1000 CB. Có nghĩa là gần như tương tự của các phiên bản như là i7 đời cũ chẳng hạn như i7-8750H. Thì chứng tỏ là bây giờ sự cải tiến của xung cao thì các bạn thấy là khá là khỏe. Mặc dù là Cebu chỉ có 4 loại 8 luồng thôi, nhưng điểm số rất ấn tượng. Cebu càng khỏe thì sẽ hỗ trợ các bạn render cũng như các bạn các phần mềm như tính toán đồ họa càng tốt. Trong các ứng dụng về lập trình, chiếc máy này dùng lập trình là cực kỳ ngon luôn bởi vì RAM cho máy mở rộng tối đa 32GB RAM. Đối với dân kinh doanh kế toán marketing thì chúng ta cần nhiều RAM nếu mà chúng ta bật rất nhiều ứng dụng trên màn hình. Ví dụ dân kinh doanh chẳng hạn, các bạn có thể mở đến 40-50 cửa sổ cũng như các ứng dụng mà các bạn chạy mở rất nhiều trên màn hình. RAM mà ít là chắc chắn sẽ không đủ đúng không các bạn? Lân cấp được RAM cũng là một lợi thế cho chiếc máy này. Mình đang chạy điểm đồ họa mô phỏng luôn của Iris Xe Graphics này. Thông thường trên UHD Graphics thì các bạn thấy là như hôm qua mình chạy test thì nó cũng chỉ khoảng 40 hơn 40. Và FPS bình thường ở Full Max thì các bạn thấy rất tệ, chỉ 6 đến 8 thôi, rất chậm luôn. Đây đẩy lên 29, rất ngon. Đây các bạn thấy là 66,80 FPS. Theo tính toán thì Intel đã giới thiệu thì nó mạnh hơn khoảng 2,7 lần so với UHD Graphics 620 thế hệ cũ các bạn ạ. Đây, bây giờ chúng ta làm tí chơi game nhé. Test luôn. Vâng, thưa các bạn, là tớ đang test tựa game Left 4 trên chiếc máy này các bạn ạ. Model 14 trang bị i5. Với chất lượng âm thanh tốt, màn hình Full HD IPS hiển thị khá đẹp. FPS chúng ta chơi game khoảng 60 hơn 60. Nhiệt độ chơi game ở hướng khoảng 70 độ C. Với những tựa game tầm trung như là CSGO này, Liên Minh Huyền Thoại này, Half-Life Đế Chế Đột Kích, và thậm chí là các bạn có thể chơi PUBG bản mobile, cài đến chiếc máy này ngon lành luôn. Các bạn chú ý thì máy chúng ta dù gì vẫn là một con i5 tiết kiệm điện và không có Vega rời. Chỉ chơi được những tựa game tầm trung như này thôi. Tựa game thì không phải ai cũng chơi những tựa game chuyên nghiệp. Những tựa game tầm trung như game này các bạn hoàn toàn có thể cài với chiếc máy này để vui chơi giải trí lúc công việc căng thẳng các bạn nhé. Yên tâm là phần cứng không hư hại gì đâu ạ. Vâng, thưa các bạn, là mình đã trải nghiệm xong với chiếc MSI Modern 14 được sản xuất năm 2021. Tớ sẽ đánh giá như này. Đây là một chiếc máy có thiết kế năng động, trẻ trung dành cho các bạn trẻ. Các bạn làm công việc như là học công nghệ thông tin này, các bạn có thể dùng để lập trình này, các ứng dụng về đồ họa tầm trung và thậm chí là đồ họa 3D trên chiếc máy cũng cải kéo khá ngon lành. Việc máy được nâng cấp xung Cebu cao hơn đời thế hệ thứ 11 và chúng ta sẽ có Iris Xe Graphics. Cái này là nâng cấp quý giá nhất mình cũng đã giới thiệu trên rất nhiều dòng máy rồi. Chất lượng bàn phím tốt, chất lượng loa tốt và chất lượng màn hình đánh giá ở mức gọi là dùng được, cũng như kèm theo đầy đủ các cổng kết nối. Và đặc biệt là kết nối không dây của máy là Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.0 đều hỗ trợ băng thông rộng, hỗ trợ các bạn làm việc online cực kỳ ok, ngon lành với camera hỗ trợ sẵn trên máy. Tức là pin có thể duy trì dùng khoảng trên 10 tiếng, có nghĩa là hơn một ngày các bạn đi làm mà không cần phải sạc. Máy lại cho phép các bạn nâng cấp RAM, các bạn có thể mở rất nhiều ứng dụng và thậm chí lên maximum RAM cho máy là 32GB RAM. Các bạn có thể mở đến 50-60 tab web trên màn hình, hoàn toàn không hề hấn gì. Và việc xung Cebu khỏe thì sẽ hỗ trợ các ứng dụng kể cả các bạn dùng Word, Office. Ngày xưa chúng ta đã các file Word, Office cực kỳ nặng thì với Cebu i5 này xử lý hoàn toàn nhanh. Đấy. Với những tựa game tầm trung và thậm chí là những tựa game nặng hơn mà yêu cầu của Vega rời, chiếc máy này cũng có thể cân được. Bởi vì thực tế Iris Xe Graphics thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ hỗ trợ tương tự như MX330, MX350 với dung lượng 2GB. Chính vì thế là mình test khá ok ngon lành và máy tản nhiệt cũng khá ngon. Còn cùng phân khúc với phân khúc hiện nay là mình cho là dưới 19 triệu thì hiện nay nó cạnh tranh với các đối thủ như là HP Envy này, các dòng như là Dell như là 5402 này, các dòng Asus VivoBook này. Đấy là khi mua máy các bạn cũng phải cân đo đong đếm xem có phù hợp với mọi người hay không nhá. Còn thiết kế của chiếc máy này mình cảm thấy là rất ok, ngon lành và rất sang trọng luôn. Màu này xanh, trẻ trung, năng động.
Và với vỏ được phun hợp kim nhôm thì cầm vào nó cũng rất là chắc chắn, nên mọi người dùng chiếc máy này cũng hoàn toàn ok với chính sách bảo hành 1 năm của MSI mọi người nhé. Vâng, thưa các bạn, là chương trình trải nghiệm và đánh giá chiếc MSI Modern 14 phiên bản năm 2021 của mình xin được khép lại các bạn ạ. Hy vọng là mọi người đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TĐD bằng cách là đăng ký kênh và nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những dòng sản phẩm laptop mới nhất tại shop công nghệ TĐD các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.